Chào Hoàng Anh. Em chào cô. Hoàng Anh có thể chia sẻ cho cô một chút về cái cảm xúc của em sau khi em nhận được kết quả bài trắc nghiệm năng lực trí tuệ được không? Sau khi nhận được bài đánh giá về tư duy qua email thì em cảm thấy rất bất ngờ vì bài đánh giá đã đánh giá gần như chính xác về năng lực và con người của em. Ồ, thật là ngạc nhiên. Vậy thì em có thể chia sẻ cho cô một chút nữa là cái năng lực trí tuệ cao nhất của em mà được nhắc đến trong bài trắc nghiệm trong là gì không? Trong bài trắc nghiệm thì em thấy năng lực trí tuệ mà em được cao nhất đó chính là tư duy và học logic ấy. Và em thấy năng lực đấy rất giống với em bởi vì từ trước em đã rất thích những bộ môn tư duy logic như toán học ạ. Ồ, vậy thì em sẽ sử dụng kết quả bài trắc nghiệm này như thế nào? Em nghĩ là sau khi qua kỳ thi trung học phổ thông em sẽ dựa vào năng lực này để em chọn ngành nghề, chọn trường đại học để phù hợp với công việc sau này em sẽ tìm kiếm. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn cô.